Thưa quý vị, để hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần quyết liệt tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây. Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các vướng mắc. Sở Công Thương phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra kiểm tra đối với các đơn vị khai thác, các cơ sở kinh doanh đá cát xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình trọng điểm. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu. Tập trung triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiểm soát khối lượng, tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các vướng mắc nếu có và đề xuất giải pháp thực hiện. Thực hiện nghiêm đúng quy định của pháp luật trong công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án đầu tư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản trên địa bàn.